Xin chào các bạn, đây đội khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato thì đang trên đường đến nhà anh Kiệt ở chợ gạo Tiền Giang để khảo sát thiết kế nhà cho anh. Thì sau đây xin mời các bạn theo dõi cung đường đến nhà anh Kiệt ở Tiền Giang. Sau đây là hiện trạng khuôn viên đất của gia đình anh Kiệt ở chợ gạo Tiền Giang. Hiện tại phía trước đây là đường trước khuôn viên đất của anh. Hiện tại trên khuôn viên đất của anh là có nhà cũ và vườn cây hành long. Ở trong thì anh Sinh và gia đình anh Kiệt đang trao đổi phương án thiết kế. Do khuôn viên đất nó khá rộng và vướng vườn cây nhà cũ nên xin mời các bạn theo dõi thêm clip khảo sát qua livecam để thấy rõ hơn cái khuôn đất này như thế nào. Đây là hiện trạng khuôn đất của nhà anh Kiệt tại huyện chợ gạo tỉnh Tiền Giang. Thì hiện tại thì khuôn đất của anh rất là rộng, có chiều dài khuôn đất theo cạnh xéo là khoảng tầm 45,7m và chiều sâu là khoảng tầm 86m. Hiện tại thì anh có một ngôi nhà cũ tại vị trí này, nhưng mà sau này anh muốn xây dựng ngôi nhà mới thì sẽ nằm ở tại giữa của khu đất. Thì khu đất này thì anh muốn chia đều ra 3 lô, mỗi lô thì khoảng tầm 14m, thì sau này anh xây dựng ngôi nhà nó sẽ nằm ở lô giữa như thế này. Hướng chính của ngôi nhà thì sẽ quay sang hướng 346 độ Bắc, và cổng đi vào thì tại vẫn hiện tại thì vẫn sử dụng cổng chung tại khu vực phía dưới này. Nhà anh thì sử dụng nguồn nước máy cũng như là trụ điện đã có sẵn ở phía trước, còn sau này toàn bộ thoát nước thì sẽ thoát ra vườn ở phía sau. Thì theo như chia sẻ của anh thì anh mong muốn là xây một ngôi từ đường kết hợp với nhà ngang. Thì từ đường với nhà ngang này thì sẽ nằm sát bên nhau. Diện tích của ngôi nhà cộng với từ đường thì có chiều ngang khoảng tầm 10,5m và chiều sâu thì khoảng tầm 15m. Thì trong quá trình thiết kế thì có thể là tăng giảm kích thước cho phù hợp với thước lộ quan như là các thông số cho phù hợp. Còn về công năng thì đây là công năng mà theo yêu cầu của anh, thì một ngôi đầu trước thì sẽ một ngôi từ đường 3 gian với chiều ngang mỗi gian thờ thì khoảng tầm 3,5m và chiều sâu thì khoảng tầm 6m. Phía sảnh trước thì sẽ đua ra phần sảnh trước khoảng tầm 2,5m. Thì toàn bộ đây là khu vực từ đường, một ngôi từ đường 4 mái, 3 gian 4 máy, và sẽ có sảnh hiên ở hai bên cũng như ở phía trước này. Thì toàn bộ từ đường này thì sau này sẽ làm bê tông sơn giả gỗ, và máy thì sẽ lập ngói hạ long 22 viên trên 1m². Còn khu vực phía sau này thì sẽ là khu vực nhà ngang nằm cạnh sát chung vách với khu vực từ đường. Thì ngôi nhà ngang này thì công năng thì sẽ gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp ăn và 1 vệ sinh chung. Vệ sinh chung này thì sẽ chia ra làm 2 cửa, tắm riêng và vệ sinh riêng. Thì để kết nối khu vực nhà từ đường với nhà ngang thì sẽ có 2 cửa
tại khu vực này hay cửa này đi ra đi vào phía sau khu vực nhà ngang, thì đây là sẽ là hai ô cửa để đi vào. Thì theo như dự tính của anh thì chiều rộng mỗi ô cửa nó sẽ khoảng tầm 0,8 mét. Thì đó là yêu cầu của anh. Trong quá trình thiết kế thì sẽ tư vấn cho anh kích thước cho phù hợp. Thì hai ô này thì sẽ không lắp cửa, chỉ là một ô trống để đi ra phía sau. Ngoài ra thì sẽ có thêm một cửa từ phía bên hông này đi vào khu vực nhà ngang. Đây là yêu cầu của anh. Còn trong quá trình thiết kế thì có thể tư vấn thêm cho phù hợp với nhu cầu của anh. Khu hiện trạng ở khu vực nhà ngang thì sẽ toàn bộ sẽ xây bằng tường gạch và theo kiến trúc nhà vườn. Còn ở phía trước này thì sẽ là ngôi từ đường Ba Gian. Còn về hiện trạng thì đất tại khu vực này thì đất của miền Tây cho nên nền đất rất là yếu. Còn có đất tự nhiên thì đang thấp hơn mặt đường ở phía trước này 0,2 mét. Còn vị trí xây nhà thì anh muốn xây tại khu vực giữa này. Trong quá trình lên phương án thì có thể là tăng giảm kích thước cho phù hợp, cũng như là có thể là bố trí lại cửa chính đi vào ngôi nhà cho anh.